ngày mới thật vui vẻ. Bây giờ cô Giang mời các con cùng cô lắng nghe một đoạn nhạc sau nhé. Bây giờ các con chú ý nghe cô đọc lại bài thơ lần nữa nhé. Bài thơ Gió, tác giả Xuân Quỳnh. Tên tôi là Gió, đi khắp mọi nơi. Công việc của tôi không bao giờ nghỉ. Tháng ngày chăm chỉ, tôi dài hơn sông. Suốt đời mênh mông, rộng hơn biển cả. Tên tôi là Gió, các bạn nhớ không? Tôi không dán hình, tên tôi là Gió. Các con vừa nghe cô đọc bài thơ Gió. Bây giờ cô mời các con cùng nghe và trả lời một số câu hỏi cùng cô nhé. Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác? À đúng rồi đó các con, bài thơ Gió do cô Xuân Quỳnh sáng tác. Bài thơ nói về hiện tượng tự nhiên gì? À đó là hiện tượng gió. Gió đã giới thiệu tên của mình như thế nào? Tên tôi là Gió, các bạn nhớ không? Tôi không dán hình, tên tôi là Gió. Gió đi đến những đâu? Công việc của Gió như thế nào? Gió đi khắp mọi nơi. Gió bay qua sông, qua biển. Gió làm việc rất chăm chỉ đó các con. Đi khắp mọi nơi. Công việc của tôi không bao giờ nghỉ. Tháng ngày chăm chỉ, tôi dài hơn sông. Suốt đời mênh mông, rộng hơn biển cả. Chúng ta có nhìn thấy gió không? Dựa vào đâu thì chúng ta biết có gió? À các con ơi, gió không có dáng hình nên không nhìn thấy được. Khi lá cây lay động là chúng ta biết có gió đến đó các con. Vậy gió có lợi ích gì trong cuộc sống của chúng ta vậy các con? À, gió làm mát, thông thoáng nhà cửa, làm sạch không khí. Gió tạo ra điện, gió thổi căng buồm đẩy thuyền đi trên biển. Gió còn giúp các bạn nhỏ thả diều nữa đó các con. Các con ơi, cô cháu mình vừa học xong bài thơ Gió do nhà thơ Xuân Quỳnh sáng tác đó các con. Bài thơ Gió nói về hiện tượng tự nhiên gió và các lợi ích của gió đấy. Các con hãy đọc thuộc bài thơ này và nhờ cha mẹ
quay video gửi lại tặng cho cô Giang cùng với các bạn trong nhóm lớp mình nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô Giang chào các con.